Ở đây các bác bây giờ là em khoan hết cái lớp đá sông rồi. Khoan hết cái lớp đá sông rồi sẽ tiến hành đóng ống bao. Để sau này mình khoan xuống qua cái tầng đáy sông thì nó không bị sập các bác. Thì đây là toàn đá sông không. Cát lên nhiều đá lắm. Thì bây giờ bạn Sơn với anh Trung sẽ lên ti. Sau đóng cái ống bao 125 này vào các bác. Ở đây em sẽ đóng hết cái lớp ống bao này vào. Và sau đó em sẽ đưa ống 110 vào em khoan tiếp. Đây là đang kéo cần lên các bác. Thì bình thường á, thì chỉ khoan đến 12 mét là nó có nước thôi các bác. Nhưng mà nguồn nước ở đây là nó bị nhiễm sắt hoặc là nó không sạch. Bởi vì bây giờ công trình các cái dự án công nghiệp nước thải ra sông rất nhiều. Mà mình ăn theo cái mực nước sông mình nó cũng rất chi là không tốt. Nên là em sẽ khoan qua cái tầng đá sông này. Thì ở đây anh Trung với anh Sơn là khoan qua cái tầng đá sông rồi các bác. 11 mét là đến đá sông. Và khoan đến 26 mét là hết đá sông và đến cái phần đất. Cho nên là em sẽ tiến hành em đóng ống lại. Bởi vì cái lớp đá sông ở đây cái suối nó rất chi là to và dày. Cho nên là mình phải đóng ống để tránh cái trường hợp mà sau này khi mà mình khoan xuống dưới nó đục hang ngầm nó tụt nước đi là cái đá sông và cái cát sông nó sẽ tụt thiêu. Vì vậy mà mình phải đóng ống bao cho nó chắc lại thì mình mới tiếp tục mình khoan được cho nó đảm bảo. Và đây là sau khi kéo xong cái phần mũi khoan lên thì sẽ tiến hành đóng ống vào các bác. Thì đây là cái ống 125C2 nhé. Thì sẽ tiến hành là đóng xuống cho nó qua cái tầng suối sông và cát sông. Để ăn vào cái phần đất ở dưới đáy sông các bác. Thì ở đây cái lớp đáy sông là em khoan xuống sâu 26 mét là đến cái phần đất đổ các bác. Và khoan thêm 1 mét nữa. Và sau đó sẽ tiến hành đóng ống 125 xuống thì em khoan cái mũi 130 nha. Và bây giờ là đóng cái ống 125 xuống thì nó sẽ vừa khít khìn khìn luôn các bác. Thì sau này và đóng cho cái chân nó chắc nó ăn vào vào cái phần đất ở dưới đáy sông á. Để tránh cái trường hợp là sau này nước ở trên nó thiêu cái chân ống là nó tụt xuống. Cho nên là sau khi đóng xong là anh em sẽ đưa búa vào đóng cho nó chắc lại. Để nó không bị tụt cái phần cát sông thiêu xuống. Và sẽ tiến hành khoan tiếp. Thì sau khi khoan tiếp thì em sẽ chọn một cái lớp nước nào đó mà mình cảm thấy cái chất đất mình đi khoan nhiều, mình thấy nó ngon mà mạch nước nó ok thì sẽ lấy đi sử dụng các bác ạ. Thì ở đây là em cũng không yêu cầu là mình phải khoan sâu, mà chủ yếu là mình khoan lấy cái nguồn nước sinh hoạt cho nó đảm bảo á. Thì em sẽ khoan sau này mình lắp máy hỏa tiễn xuống mình hút đấy, cái lưu lượng nước cho nó được nhiều một chút và nó được đảm bảo là cái nước nó sạch. Theo cái ý của mình thì em sẽ căn để lấy cái lưu lượng nước. Thì bữa sau khi mà được giếng thì em sẽ quay lại cho các bác xem nhé. Thì các bác xem video nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Thì ở đây là anh em đã đóng ống xuống đến đáy rồi các bác. Thì sau khi đóng xuống đáy xong thì sẽ tiến hành là mình ép xuống nổ máy, mình ép cho nó cắm sâu xuống cái phần chân đất các bác nha. Để cho nó chắc chân thì sau này cái cát sông nó không tụt được. Thì Trung Nguyên Sơn này đang tiến hành ép lấy cây để ép xuống. À, bây giờ sẽ đưa máy vào các bác, sẽ tời cái biên lên và dùng cái biên thủy lực để mình ép cái ống nó xuống cho nó thật chặt vào. Nó đóng chắc xuống cái chân đáy thì sau này mình khoan, quá trình mình đưa 110 mình khoan nó rung lắc và nó sẽ không bị tụt cái phần đất sông xuống các bác, và sẽ thao cái nước cho nó trong bớt đi, không còn bùn nữa. Để mình khoan xuống sâu thì đây sẽ đưa tiến hành để đưa cái máy và mình ép thủy lực cho cái ống nó xuống sâu luôn các bác.